Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đang ở tại chùa Phước Hải, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Và đây là buổi sinh hoạt Phật Pháp lần thứ ba trong ngày hôm nay, trong một ngày tu học với nhau. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị có mệt không? Ngồi nguyên ngày không mệt hả? Ồ, vậy là nội công thâm hậu. Thì đại chúng, hồi sáng mình học một cái bài học nói về biển Phước, ý nghĩa tên của chùa Phước Hải. Phước Hải là biển Phước, thì mình phải làm sao mình có được những cái phước để mình chứa như biển vậy đó. Mà mình nghĩ rằng làm cái gì lớn lắm mới có phước, nhưng mà như hồi sáng mình nói, Phật dạy đơn giản lắm, phải không? Khiêm tốn cũng là phước rồi, lời nói nhẹ nhàng cũng là phước rồi. Mình nói mà người ta không đau khổ, mình nói pháp cho người ta nghe, mình bố thí, mình phụng sự, tất cả đều là phước hết. Khi mình đang giận quá, đừng nói gì hết, mình nói ra mình tổn phước, tại mình nói mà người ta khổ. Rồi đôi khi người ta giận theo câu nói của mình, người ta làm những cái điều sai quay. Thí dụ cái người đó giận quá, họ nói cho mình, nói anh nói một tiếng nữa tôi đánh anh liền á. Cái thì cái người kia, ngon đánh đi, thế là nhào vô là sắp lá cà. Thành tử ra nó khổ là cái chỗ đó. Rồi trưa này, thời thứ hai, thì chúng ta vẫn đáp những câu hỏi chưa có hết. Chiều nay mình học tiếp, thay vì mình chọn một đề tài, mà thấy những câu hỏi này cũng hay lắm, cho nên chúng ta đặt cho đại chúng nghe, rồi chúng ta cùng thảo luận. Kính bạch thầy, hai vợ chồng con có 3 đứa rưỡi con, đọc nguyên văn á, 3 and a half đàng hoàng. Trước khi lập gia đình, hai đứa nói là mình sẽ để cho con cái tự quyết định đời sống tâm linh của các con, mở ngoặc, vì anh ấy là đạo Công giáo. Vậy nhưng bây giờ con muốn các con bắt đầu học Phật Pháp, vậy có phải con sai không? Bắt đầu đính chánh. Con chỉ sợ các con không có foundation, không nơi nương tựa về mặt tinh thần. Người hiểu câu hỏi phải không? Ký một cái contract là để cho con cái nó tự lo, nó tự tìm hiểu rồi nó tin. Vậy bây giờ mình bẻ contract trước, mình đi dạy cho các con mình học Phật Pháp, như vậy mình có sai không? Nhưng mà mục đích con làm không có gì xấu, là vì con sợ các con của con nó mất cái căn bản về đạo đức, tinh thần. Thưa đại chúng, bởi vì chúng ta luôn luôn nhìn đạo Phật là một tôn giáo, là một tín ngưỡng, cho nên mình mới có khổ lụy nè. Nếu mình chỉ nhìn, mình hiểu rằng Phật giáo là một đạo lý để chúng ta sống cho tốt, bởi vì chữ Phật là giác ngộ, chữ giáo nghĩa là dạy dỗ, đạo Phật nghĩa là đạo sáng suốt, Phật giáo là giáo dục cho con người sống sáng suốt, chứ đâu phải là đạo, đâu phải là một tôn giáo có tín ngưỡng, có ông thần ban phước giáng họa để rồi mình phải đi giành giật tín đồ với nhau. Phật giáo không phải cái đó. Người Phật tử phải nắm cho được cái ý nghĩa của hai chữ đạo Phật. Phật là giác ngộ, đạo là con đường.
Đạo Phật là con đường dẫn mình tới chỗ giác ngộ sáng suốt, chớ đâu phải lại lục ông Phật để rồi Đức Phật cho mình cái này ban phước cái kia. Cái đó là ở cái mặt tín ngưỡng. Còn cái mặt thật, cái đạo lý thật của Phật giáo là giáo dục con người. Tiếng Anh dịch là education. To educate a person to live a better life. Trong chúng ta ai cũng sống hết, nhưng mà chúng ta chưa biết cách sống, cho nên chúng ta sống mà chúng ta làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta cách sống làm sao để giảm thiểu cái làm khổ mình, giảm thiểu làm khổ người, và không làm khổ cho cả hai. Quý vị nhớ, có Phật Pháp là có phương pháp. Người ta sống, người ta luôn luôn tìm một cái phương pháp để giải quyết một cái khổ lợi. Nhưng không có Phật Pháp thì phương pháp sẽ không có. Mà nếu có thì phương pháp, một là lợi mình mà hại người, còn không thì hại mình hại người. Chứ hiếm khi nào có trường hợp là lợi mình và lợi người, lợi cả hai. Bây giờ ngay cả Thiên Chúa Tin Lành gì cũng vậy, nếu mình vượt khỏi cái vỏ đó thì bao nhiêu lời hay lẽ phải mình có quyền dạy cho con mình. Mà mình mắc cái chi mà mình phải nói lợi đây để mẹ nói Phật Pháp cho con nghe. Thí dụ hằng ngày nghe nó nói bậy, mình khuyên nó đừng nói bậy, là Phật Pháp chưa? Phật Pháp rồi. Mình đâu cần phải tuyên bố đây là giới thứ tư, con biết không? Giới thứ tư là giới không nói dối, con biết không? Rồi nó ăn uống tầm bậy, mình dạy nó ăn uống cho cẩn thận, thì nó là thuộc giới thứ năm. Vậy thì cái giới đâu phải là để mình giữ, để mình tuyên bố cho ai đó biết mình đang giữ giới. Giới tức là những cái gì chúng ta cần thực hiện để chúng ta làm giảm cái đi đau khổ cho chính mình. Mình ăn uống không cẩn thận thì mình bệnh, mà mình bệnh thì thân thể mình khổ, mà thân bệnh thì tâm nó cũng bệnh theo. Tại vì thân mà bệnh thì tâm buồn, tâm rầu, mà mình bệnh thì người thân mình bệnh theo. Như vậy thì chúng ta dạy cho con cái, đâu phải đợi nó lớn lên. Rồi thưa đại chúng, nếu như mà mình không lo, mình hướng dẫn, mình dạy nó từ bữa đầu, cái chuyện lớn lên nó nhận thức để nó quyết định, mình nghĩ đó là theo cái tín ngưỡng của mình. Còn ví dụ như bây giờ mai mốt lớn lên nó chọn Thiên Chúa giáo để nó theo, nhưng mà trong người của nó đầy ắp những đạo lý sống đúng lẽ Phật dạy. Nó đạo Phật chưa? Nó đạo Phật rồi. Đạo Phật đâu phải là một tôn giáo để mình đi đăng ký, để mình trở thành một tín đồ. Cho nên Pháp Hòa quy y cho mấy đứa nhỏ đó, Pháp Hòa nói rõ lắm: when you taking this ceremony, it's not for you to become a member of a religion. You are become a member of the practice. Mình không phải để trở thành một cái tín đồ của cái đạo giáo, mà mình phải trở thành một hành giả tu học. Đạo Phật cần hành giả nhiều hơn, chứ không phải cần học giả. Hành giả mới quan trọng. Còn học giả là chỉ để học thôi, ra ngoài nói cho nó oai, cho nó hay vậy. Nhưng mà quan trọng là cái hành. Mà nếu như chưa chắc mình dạy nó từ nhỏ tới lớn, mà nó lớn lên nó nghe lời mình nữa, có đúng không? Tại vì con cái nó có ba dạng, Phật dạy trong kinh nè. Đứa con nào mà nó sanh ra cha mẹ không tu, không biết đạo đức gì hết, mà tự nhiên nó lớn lên, nó phát tâm, nó làm những cái việc đạo đức thật là tốt lành, đứa con đó Phật gọi là ưu sanh. Ưu sanh là sao? Đứa con ưu tú. Đứa con ưu tú, đứa con đặc biệt. Cha mẹ không tu, không làm thiện làm lành gì, mà con nó lớn lên nó lại có chủng tử thiện, chủng tử lành.
đứa con đó Phật gọi là ưu sanh. Rồi á, cha mẹ tu hành làm lành làm thiện, rồi dạy dỗ con cái, nó lớn lên nó đi theo cái chiều hướng đó, nó làm lành làm thiện, đứa con đó Phật gọi là tùy sanh. Tùy sanh là sao? Nó sanh ra và nó biết tùy thuận theo cái lành tốt của mình. Nhưng mà cũng có đứa con nó sanh ra, cha mẹ dạy điều lành điều thiện rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn nó không làm gì hết, nó đi ngược lại hết với tất cả những gì cha mẹ dạy nó. Có đứa con đó không? Đức Phật gọi đứa con đó là liệt sanh. Liệt là gì? Tức là hèn kém. Như vậy thì quý vị kiểm trong cuộc sống này có phải là có đủ ba đứa con đó không? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. Cho nên á, mình đừng có đợi đến nó lớn mình bắt đầu mình mới cho nó. Cái vấn đề nó chọn đó là tự động nó lớn lên, nó cảm nhận được cái gì nó đi theo. Trời ơi, chưa chắc nó lớn rồi mình nói nó nghe, mà cũng chưa chắc mình nhỏ mình nói. Bây giờ lúc nó nhỏ mình nói gì nó nghe đấy. Nhưng mà phải biết cách nói. Đây nè, có một đứa nhỏ bây giờ 15 tuổi, bà ngoại bà nội biểu nó lại Phật, nó không lại một lạy nữa. Tại sao biết không? Tại hồi nhỏ bà ngoại ép nó lại Phật, con lại cho có phước, lại Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Nó lại không xác, bà nhấn cái đầu nó xuống. Cho nên nó có ác cảm, nó có ác cảm, nó thấy là cái này is not right. Thì nó lớn lên nó đủ cái quyền, nó quyết định rồi là đừng hòng nó chọn gì hết. Cho nên mình mà học dạy cho người ta học Phật mà dạy không khéo như hồi sáng mà nói, mà không có chánh kiến đó, là mình dẫn người ta đi trật lất hết. Nhưng mà cái tâm mình tốt, tại mình nghĩ cái đó là đúng đó. Cho nên người Phật tử phải học Phật cho kỹ, phải sáng biết cái nào là chánh pháp, cái nào là không phải chánh pháp. Mà thậm chí trong chánh pháp đó, nó cũng có những cái gọi là phương tiện, mà có cũng cái những cái gọi là cứu cánh. Thế nào là phương tiện và thế nào là cứu cánh? Lấy sâu chuỗi lần chuỗi niệm Phật, sâu chuỗi là phương tiện, là cái phương pháp tiện lợi để giúp cho mình định cái tâm. Còn cái cứu cánh là làm sao tâm mình nó định. Một khi tâm mình định rồi thì sâu chuỗi khỏi cần. Thì sâu chuỗi là phương tiện, cứu cánh là tâm mình định. À, tiếng chuông bon lại, nhập đứng, phương tiện. Đại chúng đông quá, không có cái signal, không có cái dấu hiệu thì ta lại, ta cuốc đủ kiểu hết. Cho bây giờ phải có cái phương tiện, lại, đứng, rồi bon 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 bon, xá 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 xá. Đó là phương tiện. Nhưng mà cái cứu cánh của nó là gì? Là mục đích giúp cho đại chúng biết những cái dấu hiệu tụng cho nó ăn rợp với nhau. Thấy không? Lúc nào dừng, lúc nào nhanh, lúc nào chậm. Một mình nè, có chuông có mỏ cũng tốt, không chuông không mỏ chẳng sao. Tại có mình có đuôi với ai đâu mà nhanh với chậm. Quý vị thấy điều đó. Cho nên ở nhà có mình, mà hoàn cảnh ở nhà không có cho phép tiếng chuông tiếng mỏ nó ồn, cất chuông mỏ đi, không có tội lỗi gì hết, mà cũng chẳng có giảm phần linh thiêng. Nó tụng có chuông mỏ linh, tụng không có chuông mỏ không linh. Cây nhang là phương tiện, thắp một cây lúc đầu, tụng suốt thời kinh, hết nhang không cần đứng dậy thắp cây khác. Nói tụng trời ơi, nãy giờ tôi tụng Phật đâu nghe gì đâu. Hỏi sao vậy? Tại nhang hết. Mình cứ quan niệm là nhang còn Phật mới còn đó, còn nhang hết là Phật đi mất rồi. Cho nên nãy giờ mình không để ý cây nhang, tụng xong rồi ngó lên cây nhang hết đâu, nửa giờ ngồ rồi, chắc nãy giờ Phật đi đâu mất. Cây nhang là tượng trưng cho giới, biểu tượng qua cây hương. Dĩa trái cây là phương tiện, tượng trưng cho nhân quả. Bình hoa là phương tiện, tượng trưng cho vô thường. Hai chung nước là phương tiện, tượng trưng cho tâm định. Tất cả những cái biểu tượng trên bàn thờ là giúp chúng ta có một cái biểu tượng để nhìn lại thân tâm mình mà tiến tu.
ở một cái hoàn cảnh mà người nhà mình ai cũng bệnh dị ứng với mùi hết thì khỏi thắp nhang, cũng chẳng tội lỗi gì hết. Không tội lỗi gì hết. Phật không phải tu ruột để chờ cái hương đó của mình. Phật không phải tu ruột để mà chờ một dĩa trái cây đó của mình. Nhưng mà biểu tượng do chúng ta bày ra, do chư tổ bày ra, để trên bàn thờ bình hoa dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Bình hoa là tượng trưng cho vô thường, đẹp rồi tàn. Đời người đừng có quên cái ý nghĩa vô thường, phải ráng sống cho đẹp như hoa. Quả mình ăn mình lựa cho đẹp, thì việc làm gì của mình cũng phải lựa chọn cho kỹ trước khi mình làm, phản ảnh cái nhân quả. Phương tiện là cứu cánh. Cho nên mình nắm được cái đạo lý đó, mình làm mà không có khổ. Ông bà mình bày ra cái chuyện cúng cơm rồi chăm trà, chăm trà xong biểu lại hai lại. Tại sao lại hai lại? Không lại ba lại, bốn lại, năm lại mà hai lại. Tượng trưng cho chân lý và phương tiện, hai nó cái dung thông. Nhà Phật gọi là chân đế và tục đế. Chân đế, tục đế. Rồi mình lại ba lại là Phật Pháp Tăng. Mình lại bốn lại đó là tượng trưng cho ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, tứ ân phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu. Phương tiện mà. Rồi bây giờ mình lại một lại được không? Có sao đâu. Nhất lễ mà biến pháp giới. Một lại mà mình thành tâm, mà một lại đó là biến khắp cả mười phương. Cho nên thưa đại chúng là mình có quyền dạy con cái mình cái làm thiện, nhưng mình nhớ là đừng có mang một cái tâm tư lại mình dạy cho con mình để mai mốt nó theo Phật. Bởi vì mình cứ nghĩ Phật như là một vị thần, một tôn giáo vậy. Cứ nghĩ cái tâm bình thường, làm sao cho con mình nó sống biết phải, biết quấy, biết đạo đức. Cho nên phải dạy nó nhẫn nhục, phải dạy nó tri túc, vân vân. Nhưng mà không phải thể kêu nó tối ngày cứ Dhamma talk với nó hoài, pháp thoại cho nó. Nhưng mà đụng chuyện là mình dạy, đụng chuyện là mình nói. Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu ở chùa, trừ những lớp học, vô lớp ngồi đàng hoàng Pháp Hòa dạy. Nhưng mà ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày, cái nào sai quấy Pháp Hòa kêu lại rồi Pháp Hòa chỉ cho biết tại sao mình phải như vậy, tại sao mình phải như vậy. Đây nè, mới đây nè, mới trước khi Hòa đi thôi. Trước khi ra phi trường mở cái tủ lấy chén thì Pháp Hòa thấy một cái tô chảng vậy nè, nó nằm ở trên cái chén tương chút xíu vậy nè. Chén bát nằm không có ngay ngắn. Pháp Hòa kêu lại và nói: con thấy mình sắp chén vậy có đúng không? Thầy thường dạy mình sắp chén làm sao? Cái to nhất nằm ở dưới, cứ từ cái lớn tròn lên tới cái nhỏ. Chỉ một cái việc úp chén mà mình còn ẩu như thế này thì cuộc đời mình làm được cái gì nữa? Mà nếu mình không có khe, người ta mở cái tủ chén ra nó đổ, nó bể hết. Chén bể thì còn có cái chén khác thay. Nhưng nếu tâm tư mình sống mà lộn xộn ngổ ngang như vậy, tâm hồn mình bể nát hết rồi thì cái gì đó mà cứu chữa? Hay là lên xe có nhiều em á, nó sợ tóc nó hư. Trời lạnh vậy mà không trừ mấy chục độ âm mà nó không dám đội nón vì nó sợ hư tóc. Công trình nó xịt gel, nó tém đồ đẹp quá mà giờ bắt nó đội cái nón len vô nó sợ hư tóc. Mà quý vị cứ nghĩ nếu mà cái lỗ tai nó chín, nó bị phỏng chín với lại cái tóc đó, cái nào quan trọng? Là một. Rồi cái thứ hai Pháp Hòa mới nói ở đời cái tâm của mình hư mới sợ, chứ còn tóc hư sửa được. Khi nào vô lớp học thì mình dạy, nhưng mà chưa đủ. Trong đời sống hàng ngày, cái bàn bạc cuộc sống đấy, đi vô cửa mà hai cái chiếc dép sóc không ngay là sao? Thì trong cuộc sống của mình còn cái gì nó ngay ngắn nữa? Dọn một mâm cơm mà nhìn nó không ra một cái mâm cơm, chén đũa không ngay, ghế chưa sắp, nó phải có thứ lớp, phải sắp cái ghế cho nó đều trước, rồi theo cái ghế đó mà để đũa để chén.
Còn bây giờ cứ nhè trên cái bàn để đũa để chén rộn lát nó dồn động nó dư. Khi ghế sắp lại thì trên này nó dư. Mà sắp mà bây giờ nếu mà khích khích vậy làm sao người ta ngồi một lát lại phải bớt ghế nữa. Quý vị thấy Chư Pháp Hòa mới nói toàn là làm những cái việc không suy nghĩ để rồi một lát mất thời gian để rồi chỉnh đốn lại tùm lum. Tại sao mình không làm ngay từ lúc đầu, ngay cái căn bản đó? Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật không có nói cái gì cao xa hết, mà ngay chính ở nơi đời sống hàng ngày của mình. Mình không phải là người xí xọn, không phải là người điệu bộ, nhưng mà cái pháp phục của mình á, nó phải ra cái pháp phục. Áo nhăn là không được mặc, phải ủi cho áo thẳng. Còn nếu không muốn nhăn thì khi vừa giặt xong, sấy xong trong khi nó còn nóng, mang ra khỏi máy sấy liền, khỏi phải phải ủi. Nhưng một khi nó đã lỡ nhăn là phải ủi, chứ không thể nào mặc cái áo nhăn mà nó kệ xề xòa. Mình tu mà, không được. Tu là mình chỉnh đốn, chứ đâu phải là để cho mình bê bối bê tha cái chuyện như vậy được. Cho nên Pháp Hòa mới nói không có tội lỗi khi phải mặc một cái áo rách, nhưng cái áo rách mà biết giá thì không hề nghèo mà cũng không hề hèn. Người ta thường nói nghèo hèn, mình nghèo mà không hèn. Nghèo mặc áo rách nhưng mà biết vá. Còn sang đâu có nghĩa là cái gì cũng đem lên. Ở nhà có 10 cái chuỗi cũng đem hết 10 chuỗi. Có 20 chiếc cà rá đem chiếc, 2 chiếc đem một ta 2-3 chiếc vậy, đâu có phải sang. Mình có 2-3 cây son, lẽ cây nào mình cũng quẹt cho phân nửa được vậy? Cho đủ màu, nó đâu có sang. Cho nên có nhiều người ta mặc đơn giản mà nhìn rất sang. Còn mặc lè loẹt ta không kêu sang mà ta gọi là gì? Cưỡng lai. Và cải lương. Cho nên đạo hữu Phật tử á, có cái tâm tốt hướng dẫn cho con, nhưng đừng có dính ở cái chỗ gọi là đạo Phật hay là đạo Chúa, mà phải nhìn thoáng ra. Mình phải hướng dẫn cho con mình cái đạo đức căn bản ngay từ thuở nhỏ. Hy vọng nha, mình hy vọng nó lớn lên nó tùy sanh. Chứ còn đời này mà kiếm một đứa con ưu sanh có bộ khó à. Mà kiếm cái thứ liệt sanh thì nó nhiều dữ lắm. Chứ còn mà chỉ hy vọng tùy sanh thôi, tức là mình tùy theo cái cách sống của mình. Nhưng mà mình dạy cho con mình đó, không có gì hay cho bằng cha mẹ sống như lời mà mình dạy. Có nhiều khi cách sống của mình đó, vô ngôn mà con mình nó nghe nó thấy. Quý vị có nhớ cái bài thơ Hòa hay đọc Hòa cho quý vị nghe không? Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó chắp tay, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi thử thử coi. Con tôm mẹ nó biểu con tôm con phải đi thẳng. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó cũng nghe, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi thử thử coi. Mẹ là tôm mà biểu mà biểu con đi thẳng là đi làm sao. Cho nên Phật hay lắm. Phật nói mình người Việt mình hay nói chữ con cái đó. Chữ con cái trong trường hợp này, con là tượng trưng cho con trai, cái là tượng trưng cho con gái. Trường hợp Việt Nam mình nói con cái thời này, tức là ý nói con trai lẫn con gái. Mà khi nó Phật định nghĩa ba dạng con sanh ra: ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Kiếm đứa con tùy sanh là đã khó rồi, còn mình phước lắm là được một đứa con ưu sanh. Mình không tu không biết gì hết mà con mình nó phát triển được cái đó. Đặc biệt lắm, không phải bình thường. Cho nên đời này mà mình chỉ mong được một đứa con tùy sanh. Còn đợi mà tới nó lớn rồi nó chọn, cái đó là mình nghĩ theo cái tín ngưỡng thôi. Vậy quý vị hiểu chỗ này rồi ha. Phải nhìn đạo Phật cho nó thoát. Phải tính đức, kính tin Đức Phật là một người thầy, chứ không được kính tin Đức Phật là một ông thần. Mà khi mà mình mà nghĩ Đức Phật là người thầy là không bao giờ mình trả giá với Phật.
Phật phù hộ cho con hết bệnh cái con ăn chay tháng. Bình thường không ăn. Hết bệnh mới ăn chay. Còn giái cho con bán được cái nhà con cạo đầu. Bạch thầy, thọ thập thiện là gì? Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới cần phải học đạo những gì? Hình như hồi trưa này Pháp Hòa có nghe ni sư trụ trì có hướng dẫn đại chúng thập thiện nè. Thập là mấy? Thập là 10. Thiện là lành, là tốt. Thập thiện á, tức là 10 cái giới chia ra nơi thân miệng ý của mình. Nói cho đủ là thập thiện nghiệp đạo. Nói cho đủ á, là thập thiện nghiệp đạo. Tức là 10 con đường để chúng ta tạo những nghiệp thiện lành. Mà 10 con đường này được chia làm 3 nhóm: thân, miệng, ý. Về thân có 3 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu có 4 giới: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. 4 giới. Về ý có 3: tham, sân, si. Vậy thì 3 nghiệp thân, miệng, ý cộng lại là 10 giới. 10 cái này nếu chúng ta phát triển lành thiện thì tạo ra 10 thiện nghiệp. Nhưng cũng 3 cái thân, miệng, ý này chúng ta không khéo thì tạo ra 10 cái ác nghiệp. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên thọ thập thiện là sao? Tức là mình thọ thêm giới. Thật ra nó là từ năm giới mà ra đó, nhưng mà nó chẻ kỹ thôi. Về ba giới đầu là căn bản trong năm giới có rồi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nhưng mà cái giới thứ tư ở trong cái giới thứ năm nói gọn là đừng nói dối thôi. Nhưng mà khi qua tới thập thiện ta chẻ ra cho kỹ thế nào gọi là nói dối. Chuyện có nói không, chuyện không nói có kêu nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, nói lưỡi hai chiều. Mắng rủa người ta là nói lời thô ác. Chuyện không cần thiết cũng đi nói tới nói lui cho người ta gây lộn chơi, nói lời vô ích. Rồi ý, bây giờ cái quan trọng của thập thiện là ở mặt ý, là tham sân si. Chữ tham đây là gì? Không phải là thí dụ như nói trời ơi cái bông này đẹp quá, cái mình làm kiểu hé tham nha, tu mà còn biết đẹp nha. Không lẽ tu trở thành cỏ cây không biết gì hết. Nhưng mà cái tham của giới này là như thế này: cái gì mình cần mình nhận đủ thôi, khả năng mình chưa đủ mà mình đi kiếm nó hơn thì gọi là tham. Cho nên á, nếu mình nhận đủ cái mình cần không gọi là tham. Đi tìm cái mình hơn cái mình cần gọi là tham. Cho nên đừng có lầm là vậy. Hồi trưa Pháp Hòa có nói Bồ Tát giới rồi, nhưng khỏi nói nữa. Con kính thầy, giải thích cho con 4 câu sau trích trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Dù khi sấm sét bất bình, bi thể phát hiện sấm đình lại ngay. Nhà nhà an lạc tịnh thanh, bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa. Thì Pháp Hòa giải thích hai câu đầu trước. Thứ nhất, hai câu này là hai câu ở trong Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm trong kinh Pháp Hoa. Nguyên văn tiếng Hán là bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân. Đó là nguyên cái văn tiếng Hán. Nhưng mà cái bản cái câu thơ mà vị Phật tử này ghi ra đây á, là trích từ một cái bài kinh diễn dịch lại Phẩm Phổ Môn theo cái thể thơ lục bát. Đó gọi là bi thế giới lôi chấn. Dù khi sấm sét bất bình, bi thể phát hiện là sấm đình lại ngay. Cái câu này có nghĩa là đó, cái lòng từ bi của chúng ta khi mà nó phát ra rồi á,
nó có khả năng nó vang như một tiếng sấm. Đại chúng thấy á, nhiều khi trong cuộc đời này có những cái mình làm không được, mà có những người người ta làm được chỉ vì lòng từ bi thôi. Mà mình thấy mình nói trời ơi, tại sao người đó làm được một khả năng phi thường. Phóng vào ví dụ nè, cái người đó mình rất là ghét, nó muốn ngồi gần mình, nó muốn thấy, đừng có hòng mà tôi rót nước cho người đó uống. Vậy mà cái người kia mới vừa bị cái người đó nạt nộ vẫn đi tới rót một ly nước bình thường cho người đó. Mình nói trời ơi, sao cái cô đó có hay ghê nha. Mà mình đâu có biết rằng cái hành động rót ly nước đem tới cho cái người mà mới vừa mắng xả mình đó là bi thể, là lòng từ bi. Nó không là gì hết, nhưng mà nó là một tiếng sấm vang chấn động vào lòng của cái người mà mới mắng người ta. Tại có những cái việc làm mà mình nghĩ rằng á, cái gì ghê gớm lắm. Chơi với đại chúng quý nhớ, nhà Phật mình, Phật giáo Việt Nam có một vị thiền sư, ngài nói câu như thế này: một tiếng sấm xuân vừa mới nổ, khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Có nhiều khi một cái việc làm rất nhỏ mình nghĩ rằng mình không bao giờ mình làm được, mà thưa đại chúng, mình mà làm được mình giải tỏa bao nhiêu cái oán thù. Người ta hận thù mình lâu ngày, người ta ghét mình lâu ngày, nhưng mà một hành động nhỏ đó của mình vậy mà hóa giải được rất nhiều. Chờ ở trong này mới dịch lại, dịch cái câu đó mà hai chữ, hai câu tiếng Hán, một câu thôi là bi thể giới lôi chấn. Mình nếu mình dịch là lòng từ bi hay là lòng bi như sấm nổ, lòng bi như sấm nổ, lòng từ như mây lầm. Nhưng ở đây người ta diễn đạt một câu đó bằng hai cái câu lục bát: dù khi sấm sét bất bình, bi thể phát hiện sấm đình lại ngay. Người ta mà có giận đùng đùng, người ta la hét, nhưng mà mình không bao giờ mình la hét lại, thì tự nhiên nó làm sao? Sấm, người kia có sấm rầu rung động cỡ nào cũng phải dừng lại thôi chứ, kỳ quá. Mình cứ la hét người ta mà người ta cứ nhỏ nhẹ với mình. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi lòng từ bi không cần làm gì nhiều, đơn giản nhẹ nhàng thôi. Phá Hòa có một thầy bạn, có một năm nó đi, tôi đi đi một cái khóa tu chung với nhau, giờ thấy mất rồi. Thì cái bữa đó đó là đại chúng tổ chức pháp đàm với nhau, tức là ngồi chia sẻ Phật pháp. Thì thầy đó đó nấu ăn, bận nấu ăn cho nên không có vô được. Pháp Hòa đi dự pháp đàm, rồi có một thầy thứ hai đó, lãnh trách nhiệm nướng bánh mì cho đại chúng ăn. Thầy bận thầy đi đâu đó, thầy vô thầy khiều Pháp Hòa, thầy nói ra coi giùm tôi cái lò nướng bánh mì. Pháp Hòa thì không có rành cái lửa mà cái thầy nấu đó đó thầy rành lắm. Mới lại nói huynh huynh, huynh coi chỉ Pháp Hòa ấy, tại nói, này của huynh hả? Nói không, tôi làm giùm. Thế là ổng giận, ổng kéo cái lò bánh mì, ổng ôm nguyên một cái thao bột, ổng quăng xuống đất, ổng nóng tánh. Thì trời ơi, Pháp Hòa quảng hồn quảng vía là sấm nó nổ rồi. Pháp Hòa chấp ta mô Phật, thôi sám hối, tôi không biết, huynh đang bận, thôi cho tôi xin lỗi. Rồi ổng nói toàn là làm chuyện tào lao, ổng mắng Pháp Hòa một hơi vậy. Cái thôi Pháp Hòa xin lỗi rồi. Cái lát nữa hai anh em tới giờ ăn cơm, cũng đi xếp hàng ăn cơm. Ổng đứng phía sau Hòa, cái Hòa lấy cái dĩa quay ra sau đưa cho ổng. Chỉ có vậy thôi. Ổng để cái dĩa xuống mà ổng khóc nức nở, khóc nức nở ôm Pháp Hòa khóc. Em xin lỗi sư huynh, em biết hồi nãy giờ em nóng dữ lắm, mà em không ngờ là sư huynh làm một cái, em nghĩ là sư huynh không nhìn em nữa, tại anh em thân lắm, mà mình nghĩ ông thân lắm mình mới nhờ chứ đâu phải chuyện thường. Mà quý vị thấy khi cái giận nó nổi lên thì không, cho nên thân thiệt là thân, mà thân ai nấy lo là đúng đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy là một cái ví dụ để đại chúng thấy rằng có nhiều khi cái tiếng sấm mà nó nổ đây á, không có phải là cái gì ghê gớm, chỉ một cái hành động nhỏ của mình. Cho nên cái câu ông bà mình nói không? Chồng giận thì vợ bớt lời.
cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Chỉ cần mình thấy cái nồi cơm mà sôi rồi thì mình bớt lửa. Cho nên người kia mà đang giận, người kia là quan công, mà mình là quan âm thì nó mới yên chứ. Còn nếu mà người kia là quan công mà mình là bình gas nữa thì làm sao mà nó có thể là nó yên được, phải không? Cho nên người kia là quan công thì mình là quan âm. Còn nếu người kia là quan công mà mình là bình lửa thì thế nào nó cũng xa xẹt đó. Cho nên đó, cái câu tiếng Hán là bi thể giới lôi chấn từ ý diệu đại vân, mà ở đây chỉ dịch một câu thôi là dù khi sấm sét bất bình, bi thể phát hiện sấm đình lại ngay. Còn nếu mình dịch đúng cái câu là lòng bi như sấm nổ, ý từ ý như mây lành, diệu là vi diệu như là đại vân mây bủa khắp. Vậy quý vị hiểu được câu này rồi ha. Cho nên khi mà kinh á, diễn đạt bằng thơ đó, đôi khi nó cũng nó kẹt ở trong mấy cái ý tứ và cái vần thơ. Câu thứ hai: nhà nhà an lạc tịnh thanh, bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa. Câu này không nằm trong phẩm phổ môn. Câu này là một, nó nằm trong một cái bài sám. Bài sám này gọi là sám Thái Bình. Cái sám này là cúi đầu làm lễ Như Lai, nguyện cho bá tánh nạn tai tiêu trừ gì đó, đại khái một cái bài sám. Rồi trong đó có hai câu: nhà nhà an lạc tịnh thanh, tới câu đầu thì mình hiểu rồi, nhà nhà an lạc tịnh thanh. Bốn mùa tám tiết. Bốn mùa tám tiết là gì? Bốn mùa là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mà tám tiết là gì? Tức là ngày xưa người Trung Quốc á, người ta chia bốn mùa ra thành tám cái khí tiết. Tám cái khí tiết gọi là tiết độ đó, thời tiết á, để cho chúng ta biết. Thí dụ như là lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, rồi xuân phân, rồi thu phân, rồi hạ chí, rồi đông chí. Tám tiết ta chia theo cái thời tiết vậy đó. Rồi người ta phải quy định là từ ngày nào tới ngày nào là thuộc về thu phân, ngày nào với ngày nào gọi là xuân phân. Tức là xuân phân tức là ngay cái giờ phút đó là nó phân rõ ràng đã bước vào mùa xuân. Đó là cái câu đó mình hay nguyện đó. Bốn mùa tám tiết, theo tiếng Hán là tứ thời vô tim tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng la nhi khánh. Cái câu phục nguyện trong cái nghi thức cầu an. Xin hỏi thầy về Phật mẫu chuẩn đề thần chú, ý nghĩa của character này và lý do nào chính thầy cũng đã thờ thần chú này. Trước khi Pháp Hòa giải thích á, thì Pháp Hòa giải thích rõ cho đại chúng hiểu sao gọi là thần chú, mà tại sao không gọi là thần thiếm. Trong Phật giáo á, giáo lý của Phật á, có chia ra 8 khoa. Bây giờ Pháp Hòa nói gọn 2 để đại chúng đừng để dễ nhớ thôi. Cái gì mà gọi là giảng rõ cho mình học hiểu, mình nghe, mình hiểu, mình tu liền á, cái đó gọi là hiển giáo. Còn cái gì mà nó có cái tính cách bí mật để cho mình tin tưởng, mình chú tâm, mình hành trì, cái đó gọi là mật giáo. Ví dụ như bây giờ trong kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn nói: người nào đang chìm dưới nước, niệm danh hiệu Quan Âm liền tấp vô chỗ cạn, liền được Bồ Tát đưa mình vô chỗ cạn. Người nào đang bị lửa đốt, niệm Quan Âm cái lửa tắt xuống ở trong sen hồng. Rồi đang đi tìm châu bảo, gặp dạ xoa la sát,
gió đen nó thổi tới, niệm Quan Âm cái tấp vô chỗ cạn. Những cái nghĩa mà mình nghe, mình hiểu, rồi mình quý thầy giải cho mình nghe, mình tu đó, cái gọi là hiển giáo. Còn những cái bài thần chú như chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Vãng Sanh thế này thế kia, chú mình tụng trẹo lưỡi muốn chết, cái đó gọi là mật giáo. Nhưng mà trong mật giáo nó có nghĩa không? Có nghĩa. Nhưng mà tại sao không giải thích? Chỉ có thể giải thích nhưng mà không thể dịch để cho chúng ta tụng, bởi vì nó là mật nghĩa, mật ngữ. Dịch thì được, nhưng mà dịch để cho chúng ta biết cái nghĩa, nhưng khi đi vào sự hành trì là chúng ta phải hành trì nguyên âm nó như vậy. Để chi? Để cái công năng cũng như là định. Thí dụ bây giờ mình tụng nè: Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đắc Điệt Tha Án Chiết Lệ. Thí dụ gì? Mình tụng cái câu đó vậy, mình tụng mình nhiếp tâm luôn. Bây giờ nếu mà dịch cho quý vị sẽ bị phân tán cái tâm. Vì cái câu mà Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề đó dịch nghĩa là khi thân khẩu ý hợp nhất với sự giác ngộ, với sự giác ngộ Phật tánh sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh của tâm Bồ Đề, chừng đó mình sẽ nếm được pháp vị của Niết Bàn. Đó, cái câu mà Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đắc Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Hai là dịch vậy đó. Nhưng mà nếu mình dịch vậy, mình đọc mình bị phân tâm. Bây giờ đưa tâm mình trở vô, nhiếp tâm vô đó. Nam Mô Tát Ta Nắm Tâm Biểu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nắm Đắc Điệt Thang Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà. Mình nhiếp tâm vô đó mình tụng. Mà trước cái bài, trước khi mà tụng cái bài thần chú đó đó, Tổ Long Thọ có đưa ra bốn câu. Bốn câu này là của Ngài Long Thọ nha: Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Bốn câu đó là bốn câu xưng tán đức chuẩn đề mà do Ngài Long Thọ viết ra. Còn nguyên văn của bài thần chú chuẩn đề chỉ có Tát Ta Nẵm Ta Miệu Tâm Bồ Đề cho tới Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà. Thì cái bài chú này nó có công năng gì? Nếu nói ở cái mặt công năng thì cái nghĩa của nó là giúp cho chúng ta thành tựu được pháp bảo, thành tựu được ý nguyện của mình. Mà ý nguyện này là ý nguyện chân chánh muốn thành tựu. Bởi vì ngay cả cái chữ tô tất đế đã là nghĩa thành tựu rồi. Chữ tô tất đế nghĩa là thành tựu. Còn chữ chuẩn đề là gì? Chuẩn đề nghĩa là thi vi. Tiếng Phạn gọi là quân đi, mình phiên âm là chuẩn đề. Quân đi là gì? Là lời nguyện rộng lớn như lý, đủ các cái nhân hạnh. Cho nên mình nương đức chuẩn đề là mình nương đủ các công hạnh. Còn nếu mà nói về mặt hình tượng của Ngài chuẩn đề, đức chuẩn đề có bao nhiêu cánh tay? 18 cánh tay. Và trên mỗi bàn tay của đức chuẩn đề cầm một pháp bảo. Ví dụ như có bàn tay Ngài cầm sâu chuỗi, có bàn tay Ngài cầm cái chuông lắc, có bàn tay Ngài cầm cái hoa sen, ví dụ vậy. Ở trên gương mặt của Ngài, hai con mắt hai bên ở giữa này nó có thêm con mắt thứ ba. Thực tế không có ai có như vậy hết trơn, không có ai mà mọc 18 tay mà có ba mắt hết. Nhưng mà đây là biểu tượng. Bởi vì đức chuẩn đề là tượng trưng cho thành tựu mọi hạnh lành. Mà muốn thành tựu mọi hạnh lành thì chúng ta phải có con mắt trí tuệ. Con mắt thứ ba này gọi là con mắt thật trí. Tại sao con mắt thứ ba? Bởi vì con mắt nằm bên phải hay con mắt nằm bên trái thì nó vẫn là còn đối đãi giữa trái với phải. Còn khi nào con mắt nó nằm ngay giữa là con mắt không bị kẹt hai bên. Mà con mắt đó là tượng trưng cho trí tuệ. Vì có trí tuệ, vì có trí tuệ, cho nên chúng ta mới ứng dụng mọi hạnh lành một cách linh động, tượng trưng qua 18 cánh tay. Và mỗi cánh tay có một pháp bảo là tượng trưng cho phương tiện đổ sanh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ đại chúng vô tụng kinh á,
là chúng là vị chủ lễ mới sướng. Chí tâm đành lệ Nam mô Tần hư không, đại chúng tụng theo. Thì thường thường á, đại chúng tụng cái bài đảnh lễ đó là tụng bằng cái tiếng khánh đúng không? Đánh thỉnh khánh là mình tụng theo. Nhưng bây giờ tự nhiên cái bữa đó cái khánh không biết để lạc ở đâu, thì cái vị thỉnh chuông á nghe bắt tụng cái bài đó mà bây giờ không thấy cái khánh, thì lập tức cái người thỉnh chuông cầm cái dùi chuông lên, chở cái dùi lại và nhịp cái chuông làm như cái tiếng khánh. Vậy thì cái gì nhận ra được là bây giờ không có tiếng khánh thì mình phải lập tức mình thế thật trí. Thật trí nó nói quyền thừa là chở cái dùi lại để làm sao phát được cái tiếng để đại chúng người ta tụng nhịp nhàng, đừng có bị rời rạc cái tiếng tụng với nhau. Quý vị hiểu và nói không? Cái đó là cái thật trí và cái quyền thừa. Rồi bây giờ qua ví dụ, mình đi phi trường mấy chục tiếng đi về Việt Nam, đặt thức ăn chay quên đặt, hoặc là người đặt rồi mà ta không nhớ, lên máy bay không có gì ăn hết, dở ra thấy bánh mì hem, nói thôi đóng lại tôi ăn chay, rồi ngồi chịu trận chết đó. Bây giờ mình thật trí nè, lấy mấy miếng hem ra, còn salad với lại cheese với lại sandwich là tự nhiên nó chay rồi. Cái quyền thừa là ở cái chỗ đó, chứ không phải là rồi bây giờ mình nấu ăn cho con, mình ăn chay trường, mà bây giờ mình nấu ăn cho chồng cho con, mà nấu bữa mặn bữa lạc bị nấu không nếm á, rồi người ăn trong nhà mình ăn mà không thoải mái vì cái sự ăn chay của mình. Có sao đâu, nếu mình phải múc một miếng ném vô, ném cho vừa, đã nấu cho người ta ăn thì phải nấu cho đàng hoàng. Cái chuyện ăn chay là chuyện của mình. Bây giờ mình ném xong rồi, nếu thấy ngon nuốt luôn, không hề có tội. Còn không cảm thấy thoải mái, nhả ra. Nhưng mà đừng có nghĩ nhả ra là tu nha, mà nuốt vô là không tu. Mình không phải thành Phật hay là rớt đài chỉ có một miếng ném đó. Phải nhẹ nhàng trong cái việc đó. Mình nấu ăn là mình nấu cho người thân mình ăn. Nấu thì phải nấu cho đàng hoàng. Mà ăn, mình nấu cho người thân là bổn phận của mình. Ăn chay là cái chuyện của mình. Đừng vì cái việc ăn chay rồi mình bỏ biết bao nhiêu việc. Như thế là không phải chuẩn đề. Vì chuẩn đề là thành tựu muôn pháp lành. Mà hình tướng của Đức chuẩn đề là thật trí, là con mắt thứ ba, mà quyền thừa là 18 cánh tay. Thế là tại sao chúng ta tu theo ngày chuẩn đề mà chúng ta không linh động được như ngài? Ngài ngồi chỗ mà 18 cánh tay còn mọc được. Mình tu làm sao mà hai tay cục hết trơn? Là không đúng. Quý vị hiểu và nói vậy ha. Cho nên á, vừa rồi Pháp Hòa bên Úc á, Pháp Hòa có giảng cái chữ quang minh. Quang là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Mà quang minh mà ráp lại là ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, là tượng trưng một ánh sáng rực rỡ chiếu ngày và chiếu đêm. Mà nếu nói tới ánh sáng, nó có rất nhiều ánh sáng, mà tụ chung chỉ hai loại: thường quang và khởi quang. Thường quang là mình luôn luôn mình tỏa như vậy, còn khởi quang là biết tùy duyên mà phóng ánh sáng. Mình hiểu như vậy rồi đó, tu không có cực khổ. Mình tu cũng khỏe, mà người khác ta thấy mình tu người ta cũng khỏe. Mà người ta thấy mình tu, mình ta muốn tu theo đó. Còn mình tu sao mà người ta thấy mình ta tu, người ta sợ quá đó, thôi tu kiểu này tu không tu nổi. 18 tay hay là thiên thủ thiên nhãn, là ngàn tay ngàn mắt của Đức Quan Âm, cũng không ngoài cái ý nghĩa đó. Không ngoài ý nghĩa đó. Việt Nam mình mà mỗi lần mà cái gì mà cực của nó, trời ơi tôi phải mọc tới 3 đầu 6 tay, phải không? Mình hay nói là, ý nói là mình phải rất là nhanh nhẹn để ứng xử mọi vấn đề. Thì ở đây cái câu đó nó không khác. Tô tất đế là một pháp. Mà chữ tô tất đế nghĩa là thành tựu. Chuẩn đề là thi vi. Thi vi là gì? Tức là mình làm mọi việc nó đúng với cái nghĩa lý rộng lớn của nó, và nó chuyên chở được muôn hạnh lành ở trong đó. Khi Pháp Hòa đi tụng một cái đám tang á,
trong lòng Pháp Hòa không có nghĩ là mình đi tụng như vậy để người ta cúng dường gì cho mình. Nhưng mà trong lòng và mang một cái tâm niệm là mình đến trước hết là mình hướng về các em nhỏ, các em mà nó sanh trong cái thế hệ gia đình rất nhỏ, nó không biết được cái ý nghĩa. Cho nên mình rất là không muốn nó ngồi đó, nó làm mà nó không có cái tâm. Cho nên trước khi cúng là qua giải thích tại sao phải để tang, giải thích bằng tiếng Anh cho nó nghe. Tại sao phải để tang, tại sao mình phải lại ông bà xác xuống. Rồi trong khi nó cầm cái hương, mình biểu nó nói cái gì. Người lớn nghe hiểu hết rồi. Trai chủ tụ vì dân hương, mình nói ông dùm ba. Mà bây giờ đứa nhỏ nó nói, what are you doing here? Cho nên Pháp Hòa giải thích, trong khi con cầm cái hương, cái hương là biểu tượng cái connection, cái liên hệ, cái móc nối giữa mình với ông bà. Trong giờ phút này, những gì trong lòng con hãy bày tỏ với ông bà, với cha mẹ. Khi mà đi đám tang ông bà nội, bà ngoại, Pháp Hòa giải thích, các con biết rằng, quý vị biết rằng, cái thế hệ đầu tiên bây giờ đã đi qua rồi, là ông bà mình đó. Bây giờ cái thế hệ thứ hai là cha mẹ của quý vị đang bước vào cái tuổi của ông bà nội, ông bà ngoại mình. Và quý vị đã nhìn thấy cha mẹ quý vị chăm sóc ông bà nội, bà ngoại thế nào, thì quý vị cũng ý thức rằng tuổi của ba mẹ mình cũng đã già đến cái tuổi đó rồi. Đừng quên để thời gian và sự có mặt của mình trọn vẹn cho ông bà, cho cha mẹ. Mình nói cho nó nghe. Như vậy thì đi tụng kinh là quyền thừa. Còn mục đích mình tới là thật trí, là đến để mình làm sao cho nó hiểu được cái phong tục, cái tập quán của mình, ý nghĩa văn hóa đẹp của mình. Cho nên Pháp Hòa cố gắng, tất cả những cái bản kinh Pháp Hòa cố gắng tìm những bản dịch tiếng Anh để sẵn ở trong chùa, hãy người nào đến nó không hiểu tiếng Việt thì mình đưa nó tiếng Anh, để cho nó ngồi một thời kinh đó mà nó không có lãng phí cái thời gian. Kinh Dược Sư cũng kiếm bằng tiếng Anh, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, nếu mình muốn có mình đó mình tụng, cố gắng tìm mấy cái bản tiếng Anh để cho những người sau người ta đọc người ta hiểu. Và đại chúng ứng dụng Phật pháp như thế nào mà cho người ta cảm nhận rằng Phật giáo là một cái phương pháp nhưng mà không thiếu lễ nghi. Muốn ứng dụng nghi lễ, mình có nghi lễ bằng cách là mình tụng niệm đó. Nhưng mà nghi lễ của nhà Phật khác lắm, không phải để van xin lại luật, mà là để có cơ hội mình đọc lại những lời đó, để đem những lời đó sâu vào hơn trong cái tâm. Ráng câu nữa là mình nghĩ ha. Về giới thứ nhất, nếu nhà mình có côn trùng như là gián, termite, vân vân, thì phải làm như thế nào để khỏi sát sanh? Ý muốn sát sanh mà muốn khỏi sát sanh. Thưa đại chúng, đạo Phật không có chủ trương sát sanh, nghĩa là không giết hại sinh mạng của người khác bằng một cái sự vô lý vô cớ hay là để thỏa mãn cái vui gì đó của mình. Nhưng mà nếu ở một trường hợp chúng ta cần giải quyết, bởi vì những con này có thể làm sanh bệnh tật cho những cái chủng loại khác mà đặc biệt là con người, thì chúng ta có phải làm việc này cũng không sao. Vì chúng ta không làm bằng cái tâm gọi là cố ý sát hại, mà vì hoàn cảnh chúng ta phải làm. Còn nếu muốn trước khi mình làm mình thông báo các vị Bồ Tát gián, nhà này sắp sửa sẽ xịt thuốc gián, quý vị đi đến đây từ cửa nào thì quý vị nên đi theo đường đó mà ra. Trong 3 ngày nữa nếu mà chúng tôi phải xịt thuốc mà có trúng quý vị phải chết thì cái đó là không phải lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã thông báo cho quý vị rồi. Cái đó không phải giỡn đâu. Mình phải nói như vậy. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị thấy
có cái thời gian mình bị mình bị cái bird flu. Người ta phải giết hàng triệu triệu con gà và con vịt. Mình không thể nào nhân danh Phật giáo không sát sanh đi ra cản trở cái chuyện đó được. Cái chuyện đó là sát hại, nó làm hại cho con người mà. Thì mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận có lỗi với nó thôi. Chứ đâu phải tự nhiên khi khổng nó đang sống sờ sờ vậy mình đi giết nó đâu. Phải không? Thành thử ra thế nào là trì giới? Trì giới là làm sao? Cái việc gì chúng ta làm mà không bằng từ cái tâm ác của chúng ta. Mình đánh đứa con, thấy hành động mình ác nhưng mà mình đâu phải ác. Mình đánh nó là tại vì muốn dạy nó thôi. Cho nên hai cái hành động nó khác. Một hành động đánh đứa một đứa nhỏ là vì mình ghét nó. Một hành động đánh một đứa nhỏ là vì mình muốn dạy nó. Hai cái tâm đó nó khác. Cho nên giữ giới nó có bốn cách để chúng ta giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Khai là mở, mở ra, cái giới đó phải mở ra. Giá là phải ngăn lại, trì là phải giữ, còn nếu không là phạm. Ví dụ như quý thầy, quý sư cô không có uống rượu, nhưng mà nếu đau bệnh mà bác sĩ nói rằng cần ngâm một loại củ chung với lại rượu, ví dụ như trường hợp tỏi mà đem ngâm với rượu để trị bệnh đau nhức, ăn tỏi cũng không có tỏi. Nhưng mà uống rượu á, là mình uống để trị bệnh chứ đâu phải là vì mình vui. Khai, trường hợp đó là phải khai. Sau khi uống hết bệnh rồi là giá, tức là ngăn lại, không có còn uống nữa. Rồi trì, tức là giữ giới, không uống rượu. Còn nếu mà mình bắt đầu mình thèm ghiền nó rồi, cái giả bộ nhức hoài ngày nào cũng uống, đó kêu là phạm. Khai, giá, trì, phạm, đó là bốn cách giữ giới. Dạ thưa đại chúng, là giới không có nghĩa, và cái chữ tội này là mình tội với ai? Phật không hề ngồi đó ghi sổ với ai, coi ai giữ giới đúng, ai giữ giới sai để Phật ban cái. Phật không hề tạo địa ngục. Phật không phải tu hành để rồi tạo ra không phải địa ngục nào đó để mà giam mình trong đó. Phật không làm chuyện đó đâu. Cái chữ tội ở đây ý muốn nói là khi mình làm cái gì nó không đúng với đạo lý, tự lương tâm mình cắn rứt khổ đau, đó là địa ngục thôi, đó là tội giây phút đó. Tội là vậy đó. Chứ còn có ông Phật nào mà từ bi đâu, cái kiểu gì mà đi mở địa ngục sẵn rồi ai làm không đúng mà giam ở dưới đó. Không có. Ngay cả cái chuyện á, trong kinh nói á, mình phỉ báng chánh pháp, mình chửi Phật rồi bị đọa địa ngục thế này thế kia, rồi Phật tử sẽ thắc mắc, Phật là từ bi mà tại sao rồi còn cái chuyện mà mắng Phật mà còn đọa địa ngục. Cái chữ đọa ở đây là gì? Mình đi rơi vào cái chỗ khổ đau, tối tâm của lời nói không có sáng suốt. Ví dụ thôi, bây giờ mình chửi cha mắng mẹ, cha mẹ không bao giờ bắt tội mình đâu. Tại vì cha mẹ là tình thương rộng lớn với mình lắm. Nhưng mà tự mình sẽ đau khổ dằn vặt với cái ý là, với cái tâm niệm là mình chửi cha mắng mẹ. Cho nên cái chữ đọa là khi mình trầm xuống khổ đau là đọa. Chứ còn Phật không có tạo ra, Phật không mở cửa thiên đường, mà Phật cũng không mở cửa địa ngục để giam ai, để mà cho ai lên rồi đẩy ai xuống. Phật không làm chuyện đó. Nhưng mà ở đây cái chữ đọa muốn nói là khi mình chìm đắm trong cái khổ đau dày vò do cái lời nói thiếu chánh niệm của mình, tự mình đau khổ lấy mình thôi. Làm nghề nhà hàng bán đồ mặn phải làm như thế nào sau khi quy y, có thể tiếp tục bán không? Thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống của chúng ta không có cái ngành nghề nào mà chúng ta gọi là hoàn toàn không có lỗi. Đã làm ăn thì phải có gì? Phải có cái sự gọi là trao đổi, bán buôn này kia kia nọ. Làm sao mà tránh được? Không thể tránh.
Nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta làm những cái gì để nó giảm thiểu. Thí dụ như mình bán nhà hàng, dù mình có dính liên hệ nhưng mình không có trực tiếp tạo nghiệp. Mình có liên hệ trong cái vấn đề thịt cá thôi. Nhưng mà mình ở trong một cái thế gian mà muốn đổi chác sự sống thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận thôi. Rồi mình cố gắng mình tìm một ngành nghề nào nó khả dĩ hơn để mình thay đổi. Chứ còn không phải quy y rồi là biểu mình ngưng hết, đừng buôn bán gì nữa, không phải vậy. Đây câu hỏi thứ ba nè. Làm việc lấy tiền mặt mà không khai thuế có phải là phạm giới không? Nếu như mà mình làm mà hợp lệ hợp pháp, ví dụ như ở đây á, chính phủ cho mỗi người á, khi mở ra một cơ sở làm ăn là được quyền khai thuế lỗ 3 năm. Nhưng mà thực tế có thể không hề lỗ ngày nào, nhưng mà vì luật pháp cho mình khai lỗ thì đa số người ta cũng phải khai thôi. Mà ta khai mà luật cho chứ đâu phải người ta đi ngược luật. Còn nếu quý vị làm mà quý vị có khai thuế thì quý vị cứ nghĩ như thế này. Mình khai thuế với chính phủ, chính phủ bắt mình đóng thuế trở lại, đúng không? Cái tiền thuế đó chính phủ đem làm gì? Đem nuôi những người nghèo, những người già, trong đó có thể có cha mẹ mình. Thay vì mình để dành tiền thiệt nhiều mình đem đi làm từ thiện thì thôi mình cứ khai thuế đàng hoàng, rồi mình đóng thuế thì nuôi lại những người nghèo khác thì nó cũng tương đồng với làm từ thiện chứ có khác gì đâu. Đâu có khác gì đâu, nhưng mà tại mình nghĩ theo cái kiểu của mình là để dành tiền đi làm từ thiện mới kêu là từ thiện. Nhưng mà đại chúng cứ nghĩ thí dụ như trên một cái xã hội mà ngàn người, tất cả mọi người đều không khai thuế, chính phủ tiền đâu mà nuôi dân, nuôi bao nhiêu là người nghèo khác. Thưa đại chúng, có những cái em mà nó bị tàn tật, quý vị biết một năm chính phủ tốn với bao nhiêu tiền cho mấy em đó không? Mà nếu như chúng ta không có nghĩ tới cái đó thì tự nhiên mình sẽ thấy mình lỗ lạc. Cho nên thay vì mình đi làm từ thiện thì cái mình đóng thuế đúng mức cũng là một cách làm từ thiện. Chứ bởi vì chính phủ ở đây là họ lấy cái tiền đó họ nuôi, họ nuôi lại bao nhiêu những cái hoàn cảnh cơ khổ khác. Và có những chính phủ không có nuôi hai ngày nào hết, mặc dù vẫn lấy thuế, nhưng mà chính phủ đó không bao giờ nuôi dân. Còn ở đây quý vị thấy những người bệnh, những người già, những người tàn tật, đâu có ai bị, thí dụ như là ở trong hoàn cảnh mình có một người quen mình biết đó, họ không sống ở đây chắc bị họ chết nhiều đời, nhiều lâu ngày rồi. Ở đây là thuốc men người ta lo cho mình đàng hoàng đó. Người già hưởng rất nhiều những cái ưu tiên, và những em bệnh hoạn, những em chậm tiến tốn rất nhiều tiền chứ không phải là ít đâu. Nếu mình nghĩ được cái chỗ đó, mình cảm thông được điều đó, tự nhiên mình đóng thuế mà mình làm như vậy mình cũng thoải mái nữa, không đâu tương đồng với làm từ thiện. Cho quý vị thí dụ như nếu họ cho mình khai mà khai đúng mức mình cứ khai, còn cái nào hơn thì mình cứ việc đóng thuế. Rồi mình lấy cái, rồi chẳng hạn như quý vị cúng chùa, bây giờ ở đây á, phần lớn các chùa có cái số khai thuế, mình cúng cái chùa mới cho mình lại cái receipt biên nhận để mình lấy thuế, cũng không có tội lỗi gì hết. Cái đó là cái luật pháp họ cho phép. Một cái cơ quan từ thiện mình đóng vô đó, người ta cho mình cái biên nhận để mình lấy thuế trở lại. Có nhiều vị ngại không dám nhận, sợ là làm vậy là mình đã cúng rồi còn lấy lại. Không có lỗi gì hết. Cái gì mà luật pháp cho phép trong cái phạm vi luật pháp thì chúng ta làm thôi. Rồi ví dụ như á, mỗi một người đi làm ở đây á, chính phủ cho mình, ví dụ như cơ quan của mình cho mình có 5 ngày để mình nghỉ bệnh. Ở đây có là sick day, sorry, có 5 ngày. Hôm nào mình bận một công việc gì quá, mình cần lấy một ngày nghỉ, mà lấy cái ngày của sick day mình call in, mình nói mình bệnh,
để mình lấy. Quý vị cứ sợ mình nói vậy mình nói dối. Cái loại nghỉ phép đó người ta gọi là sick day. Anh muốn làm gì làm, miễn là anh trong phạm vi 5 ngày đó thôi. Chứ còn đâu phải là nói bệnh tới khi nào thiệt bệnh mới gọi vô nghỉ. Còn không bệnh mà mình gọi vô vậy mình nói dối. Mình không có nói dối gì hết. Trong cái trường hợp đó là cái loại nghỉ phép đó người ta gọi là sick day. Thì mình cứ gọi vô mình nói tôi lấy ngày bệnh để mình đi làm cái công việc của mình thôi. Thành thử Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy ở trong cái tất cả những cái này, chúng ta phải thứ nhất là du di, thứ hai là chúng ta hiểu được hoàn cảnh, và thứ ba nữa là chúng ta sống ở một quốc gia mà có luật lệ, có phép tắc, chúng ta cứ làm đúng. Và những cái gì chúng ta làm đúng nó không phải là nó lỗ cho ai đâu. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ở bên Tây Thiên, cái trung tâm tu học của bà ở bên Canada đó, mình mua những cái nhà giả chiến, những cái trailer cho người ta nghỉ tạm. City họ xuống họ bắt á, chùa phải làm một cái hệ thống cứu hỏa, mà quý vị làm vậy đó tốn 30 mấy 40 ngàn. Pháp Hòa nói tụi tôi chỉ ngủ có 10 ngày một năm thôi, tại vì cái dãy đó là cái dãy cho số đông, còn phần lớn là mình không cần dùng, mình dùng một cái dãy bên này là đủ. Họ mới nói dù chỉ một ngày cũng phải làm. Bây giờ ông nói như vậy, nếu mà lỡ cái chỗ này nó cháy, ai chịu trách nhiệm? Vậy thì tôi bắt quý vị làm là vì tôi muốn bảo vệ cho quý vị trong tương lai thôi. Quý vị biết có những cơ sở mình làm, mình không xin phép. Bây giờ City họ xuống, họ đóng cửa hết, hoàn toàn. Vì không có giấy phép. Mình làm mà không có xin phép đó. Rồi họ xuống, họ đóng cửa, họ cúp điện. Những cái chỗ nào mình làm mà không có giấy phép là bị niêm phong hết. Rồi từ đó họ có một cái ý nghĩ không tốt về mình. Phải không? Là mình là một cơ sở tôn giáo mà không có làm đúng những cái luật, thì mình nói luật với ai? Mình dạy người ta giữ giới trì luật với ai? Thì Pháp Hòa nói như vậy thì đại chúng mình cứ làm việc, rồi mình nếu mà cái trường hợp phải đóng thuế, quý vị cứ đóng thuế, mà nó không đi đâu đâu. Tất cả đều trở lại để nuôi, mà không chừng trong cái tiền già đó có ba mẹ mình đó. Có ông bà mình trong đó, phải không? Thành thử ra không có gì trở ngại. Nếu mình giữ đúng luật thì mình thoải mái thôi. Còn cái vấn đề làm ăn, có một vị thầy, một vị thầy ở bên Tích Lan, ngài nói như thế này: quý vị làm cái gì, thứ nhất đừng có hại người hại mình, phải không? Thứ hai phải kiểm lại nó có phạm trong những cái giới luật hay không. Và thứ ba là mình phải làm mà cái tâm mình đừng có cảm thấy dằn vặt tội lỗi. Là có những cái gì mà chúng ta làm trong cái phạm vi cho phép và tương ưng trong cái đời sống con người. Pháp Hòa ví dụ như á, xin lỗi, nhiều khi á, mình muốn làm những công việc mình gọi là làm chùa, trong quá trình làm chùa mình có phạm tội không? Khó chứ. Mình đào nè, mình xới nè, mình cắt nè, mình làm biết bao nhiêu thì trong cái vô tình cũng có sát sanh, cũng khó, phải không? À, rồi mình làm bất cứ những cái tủ bàn đều phải chặt cây đốn gỗ hết. Thành thử ra trong cuộc sống, nếu mình nói là lỗi tội rất nhiều thứ, nhưng mà nếu chúng ta đứng ở cái mặt cuộc sống tương đối thì chúng ta chấp nhận. Như là giờ trong nhà có nhiều chuột, mình không thể để nó sanh sản như vậy, nó sẽ làm bệnh hoạn cho nhiều người, thì lúc đó buộc lòng mình phải có cái biện pháp để ngăn ngừa cái đó, mà không phải bằng cái tâm ác là mình muốn giết họ để mình thỏa mãn cái sự vui của mình, mà vì hoàn cảnh mình phải chấp nhận. Nó như vậy. Như những lúc chúng ta đi vượt biên ngày xưa, và nghe kể có người chết trên tàu, rồi buộc lòng trên tàu lên đên phải đẩy cái người mất đó xuống biển, chứ không thể nào làm khác hơn được. Hoàn cảnh mà, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Quý vị đọc báo vừa rồi, ở Việt Nam có một cái bài báo: người cha giết một người con mà hàng xóm đồng ký giấy cho cái chú này là bởi vì tự vệ mà phải giết đứa con.
chứ không, Chúa không có, bởi vì cái đứa con nó hư quá, người ta biết rành về nó. Và ngày hôm đó nó đi về, nó uống rượu rồi nó chửi cha mắng mẹ, nó làm nhiều cái điều không đúng. Rồi ông mới cầm cái cây mà ông tự vệ, rồi cuối cùng trong cái vô tình trúng đứa con đó, nó chết. Thì người ta thưa ra, thì hàng xóm mới chứng cho ông này, ông này phải được gọi là luật pháp châm chế, là bởi vì đứa con này nó quá hư đốn, và trường hợp của ông là vì tự vệ. Chứ còn nếu mà bây giờ mình thấy người ta chết, đọc trên báo chí đủ kiểu mà giết người hết, bằng những cái gọi là tham lam ích kỷ của người ta. Rồi bây giờ câu hỏi kế. Thí dụ như là ăn đồ ngọt nhiều quá rồi sao có thể bệnh tiểu đường, vậy có phải là phạm giới thứ năm không? Cái câu này á, ý hỏi là bây giờ cái giới thứ năm á, là cái giới chánh niệm ăn uống. Không, nếu mình không có chánh niệm, mình ăn đồ thức ăn ngọt nhiều quá rồi bây giờ mình mang bệnh. Thưa đại chúng, là hồi trước mình chưa có ý thức chánh niệm, mình ăn nhiều thức ăn ngọt, bây giờ mình bệnh. Tại vì hồi trước mình chưa có ý thức về vấn đề ăn uống, và cộng thêm là mình cũng có cái gene tiểu đường của gia đình, cho nên bây giờ nó gặp lúc, chứ không phải ăn ngọt cũng bị hết đâu. Nhưng mà ở đây ví dụ trường hợp, nếu như mình không có trường hợp gì hết, thì bây giờ trường hợp là trước kia mình không ý thức, nó khác. Bây giờ một khi mình ý thức và mình mang bệnh rồi nè, đừng có trách mình là phạm giới, mà phải nghĩ như thế này: kể từ giây phút tôi ý thức giữ giới xong rồi, và đồng thời tôi cũng mang bệnh tiểu đường rồi, thì bây giờ tôi sẽ rất chánh niệm trong việc ăn uống của tôi, để không làm cho cái bệnh của tôi mỗi ngày mỗi thêm nặng. Bệnh tiểu đường nó không chết người, nhưng nếu chúng ta ăn uống không cẩn thận nữa thì chúng ta dễ bệnh qua những cái khác. Bệnh tiểu đường nó có thể lây qua những bệnh khác, như là thận, như là tim, vân vân. Cho nên mà bất cứ bệnh gì, hồi trước mình chưa ý thức thì nó khác. Thí dụ hồi trước mình chưa ý thức, mình hút thuốc rất là nhiều. Bây giờ mình hiểu rồi, cho nên kể từ giây phút mình thọ giới, lỡ mang bệnh phổi rồi, thì bây giờ mình phải tìm cách để mình giảm thiểu cái đó lại, để lá phổi của mình nó không bị tổn hoại do cái sự thiếu chánh niệm tiêu thụ của mình. Cho nên cái giới nói rất là rõ, ý thức được khổ đau mà chúng ta phát nguyện giữ giới. Thì thôi, tối hôm nay sau hơn một giờ, Pháp Hòa cố gắng chia sẻ với quý vị những câu hỏi để đại chúng chúng ta thông được những cái điều mà chúng ta thắc mắc trong sự tu học của mình. Và có một cái điều Pháp Hòa muốn thưa đại chúng trước khi chúng ta chấm dứt. Trong cuộc sống của chúng ta không có cái gì mà chúng ta có thể tuyệt đối hết. Cuộc đời chỉ là tương đối thôi. Cho dù mình có cố gắng mình giữ sức khỏe cỡ nào, nhưng mà thủy chung tới một lúc nào đó rồi thì thân thể này nó phải kiệt quệ theo ngày tháng. Như vậy không có nghĩa là chúng ta tự hủy nó. Chúng ta không đắm chìm chiều chuộng nó, nhưng chúng ta cũng không được khinh suất nó. Đó là cái cách của Phật dạy. Đói thì phải ăn, mệt thì phải nghỉ. Mỗi ngày mình đều quân bình cuộc sống của mình, để làm sao giữ được cái thân thể này nó ở cái mức độ trung bình để mình tu. Quý vị nhớ Đức Phật đã từng tu khổ hạnh, nhớ phải không? Rồi cuối cùng Phật xỉu, Phật không tu được. Thì trong khi Phật xỉu, Phật mơ mơ màng màng, có một đoàn hát đi ngang. Họ căng cái dây đàn thật trùng, họ đàn không có tiếng. Họ căng dây đàn thật thẳng, họ đờn vô thì đứt dây. Khi họ thay dây đàn, họ chỉnh dây vừa chừng, tiếng đàn phát hay. Ngay dưới cội gây đó mà Đức Phật xỉu. Mà trong cái mơ mơ màng màng, Đức Phật nghe được cái tiếng đàn đó,
Và Đức Phật đã thấu được một cái đạo lý trung bình, đạo lý trung đạo. Nếu mà mình đùng cái dây đàn không có tiếng, căng dây đàn quá, đàn nó sẽ đứt. Căng vừa chừng, đàn kêu hay. Con người chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không bồi bổ, nghĩa là hết, nghĩa là tối ngày cứ lo chăm sóc bản thân mình, nhưng chúng ta cũng không được làm hại nó. Mà chúng ta phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm, giữ được thân tâm trung bình thì để chúng ta tiến tu đạo nghiệp, mượn thân để tiến tu đạo nghiệp. Và hãy thấy chiếc thân này như chiếc thuyền qua sông. Không có thân này thì sự tu hành không có. Cho nên á, đừng có quan niệm ăn chay là phải ăn tương, ăn chao, ăn rau, ăn cỏ mới gọi là ăn chay. Và cũng đừng có nghĩ rằng phải để hết thời giờ làm món này món kia. Ăn làm sao, nhiều khi quá ngon nhưng mà không bổ dưỡng, đâu tốt, phải không? Mình ăn làm sao mà, thí dụ mỗi ngày mình ăn có rau nè, có đậu hũ nè, thí dụ vậy đó, rồi có trái cây, nhưng không biết ăn đúng cách thì đâu có bệnh. Ví dụ như mình ăn cái gì dầu mỡ nhiều, đừng uống nước lạnh, nước đá, phải uống nước sôi. Tại vì cái nước sôi nó làm tan dầu mỡ, nó đóng ở trong mỡ trong tim của mình. Còn mà quý vị thấy những người Mỹ họ ăn Big Mac, burger, fries, uống một ly nước cốt, cho nên họ béo phì là vì không tiêu hóa được cái mỡ. Bây giờ họ đang học cái cách của phương Đông là uống trà để nó tiêu mỡ đó. Thì cũng ăn vậy mà ăn đúng cách thì nó giảm bệnh. Thì chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống chúng ta phải làm để có sống, nhưng chúng ta cố gắng làm ở mức độ nào đó để đủ nuôi miếng sống cho mình. Có dư thì bố thí làm lành, vậy thôi. Chứ còn không có cái gì mà chúng ta hoàn hảo được hết. Mà nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu Phật và tu theo Phật một cách linh động, dễ dàng và không bị gò bó một cách hình thức tôn giáo. Vấn đề tụng niệm lại Phật, đó là một Đức Phật hình tượng, là biểu tượng để chúng ta hướng tâm mình về cái chỗ an định một giây phút nào đó, để chúng ta thực hiện cái sự cung kính của mình, cái niềm biết ơn của mình đối với Đức Phật. Cái quan trọng là chúng ta làm sao ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Được như vậy thì mình là cái người hành giải tương ưng. Cái chỗ mình hiểu và cái chỗ mình làm nó tương xứng với nhau. Chúc đại chúng an lạc. Dạ còn một số câu hỏi nữa, mai mình trả lời tiếp. Thôi vậy hả? Rồi mời đại chúng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh Phật.